quý vị, trong buổi họp mặt hôm nay còn có sự xuất hiện của Út Mập và Bé Mập, là đôi danh hài bự nhất của Vân Sơn và Đất Xanh. Có nhiều vị khán giả đã gửi thơ về và muốn đặt một số câu hỏi với Út Mập, Bé Mập, và muốn hai vị trả lời cho khán giả biết. Trước hết, nhìn sắc dốc của hai người thì chắc quý vị cũng đoán được câu hỏi đầu tiên là gì rồi. Là nặng bao nhiêu pound? Út Mập có thể cho biết nặng bao nhiêu pound? Thời anh Thảo hỏi là mày mắc cỡ quá. Thật sự ra nói cái hình hình dốc bụng mập của em và cái tên Út Mập của em rất ngại khi em leo lên cái cân. Tại sao vậy? Tại vì mỗi lần em leo lên cân em thấy nó nặng nề và khó chịu lắm. Nhưng mà em có một cái cách để mà biết mình nặng bao nhiêu pound. Ví dụ như mình tìm một người nào ốm giống như Hoài Linh chẳng hạn. Em đo thì em sẽ biết là em nặng hơn. Theo như Hoài Linh thì em nghĩ là em nặng hơn Hoài Linh gấp đôi. Tổ Mập thì sao? Còn Bé Mập thì sao? Yeah. Bé Mập nặng bao nhiêu pound? Dạ thưa anh, em cố không biết em nặng bao nhiêu. Tại sao vậy? Em bước lên cái cân nào là cái đó bị lút kim. Lút cán luôn chứ này. Dạ. Kính thưa quý vị, Hồng Đào, Út Mập, Bé Mập, Vân Sơn và Hoài Linh, năm danh hài sẽ có mặt trong tiết mục sau cùng của Vân Sơn và Đất Xanh số 6 với chủ đề nụ cười và âm nhạc, đó là Hắc Bạch Công Tử của soạn giả Ngô Tấn Triển. Hắc Bạch Công Tử là hai nhân vật có thật ở miền Nam Việt Nam vào thập niên 40. Hắc Bạch Công Tử đã nổi danh vì giàu có cũng như tài học cao, hiểu rộng, và nhất là tánh tình hai người rất hào hoa phong nhã, nhất nữa là khi có người phụ nữ đẹp ở bên cạnh. Thì soạn giả Ngô Tấn Triển đã viết nên kịch bản này. Đây là một câu chuyện không phải có thật, mà dựa vào Hắc Bạch Công Tử để đưa ra một nụ cười khác, tế nhị, vui tươi để tạo nguồn vui đến mọi người, chứ không có ý làm đụng chạm đến thanh danh của Hắc Bạch Công Tử. Mời quý vị thưởng thức Hắc Bạch Công Tử với năm danh hài Hồng Đào, Út Mập, Bé Mập, Hoài Linh và Vân Sơn. Cậu nhanh lên cậu ơi! Từ từ mày, đường đất gồ ghê mà. Về sao heo? Dạ cậu. Mày chờ tao chứ. Trời ơi, đi cua đào chứ bộ đi chạy nở sao mày làm đi mày chạy nhanh dữ vậy? Mày thì có chắc là con nhỏ đó nó đẹp không nhỉ? Chấn như bắp mà cậu, chín mà con hay mà cậu. Nhìn tận mắt mày rồi hả? Dạ. Yeah. Nhưng mắt mày không bảo đảm mày ơi. Trời ơi, nhờ cái mắt mơ màng này của con á. Con nhìn cổ từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lên trên. Cổ đâu biết con đang nhìn cổ cậu. Thì phải rồi, mắt của mày nhìn người ta đâu có biết mày đang nhìn người ta. Nhưng mà mày nói mắt mày là mắt mơ màng hả? Dạ. Mắt mày có môn là mắt mơ tưởng hay mắt mơ sản gì thì có. Dạ. Nó đẹp sao mày diễn tả cho tao nghe coi. Trời ơi, nó nhiều chỗ đẹp lắm cậu. Coi này nha, ha, cái chỗ phì ra nó cũng đẹp. Cái chỗ thắt vô nó cũng đẹp. Cái chỗ này nó đẹp. Cái chỗ này cũng đẹp. Cái chỗ này... Quay! Nhìn chi kỹ vậy mày? Hả? Nhìn kỹ mới biết của cậu chứ. Mà mày nói nó đẹp. Mày biết cái con khỉ khô gì mà đẹp hả? Gặp cái con gái là cái mắt mày tối thui à. Mặt mày có ngu ra. Không biết phân biệt được gì nữa mà đẹp chứ sao? Ủa chứ lúc mà cậu gặp gái, mắt cậu sáng lên hả cậu? Chứ sao mày? Mặt cậu hôn da cậu? Chứ sao? Gặp gái mắt phải sáng ra, mặt mày phải thông minh lên, tao mới cua gái được chứ. Hèn chi ha. Lúc cậu chưa gặp gái mà cậu tối ngu ghê. Ngu. Dạ. Ai ngu mày? Dạ con ngu. Dạ hả? Con ngu hơn cậu. Ngu thôi, dạ. Không có hơn tao mày. Dạ không hơn, cậu ngu hơn. Mày nói nó đẹp thiệt, tại sao cái thằng Bạch Công Tử nó không mò tới? Hả? Mà thằng Bạch Công Tử nó không mò tới có nghĩa là con nhỏ đó không đẹp. Không phải, con nhỏ này nó ở đâu nó mới về đây á cậu. Cho nên ông Bạch Công Tử ông chưa biết. Con nói cậu nghe, ổng mà biết á là ổng đeo như đĩa vậy á cậu. Nhưng mà cái thằng Bạch Công Tử đó cái gì nó lại không biết mày. Nhất là mấy cái chuyện mà liên quan tới giống cái đó không. Nó rành lắm mày ơi. Cậu cũng rành nữa. Ừ, tao cũng. Đi cậy tao mày. Dắt đường tao đi lẹ lên. Dạ đi cậu. Vậy buông gậy tao ra. Mày làm gì mày dắt tao đi vậy? Mày dắt tao đi gì rồi bà coi cô bác tao nhìn tao tưởng tao đuôi hả? Mày lãng quảng tao chọt một cái từ ngoài trước ra ngoài sau mà mày. Sao lên trước cậu? Tao quen từ trước ra sau rồi mày. Đi. Còn có chắc cái quán này không con? Dạ chắc cậu. Con nghe rõ ràng lắm, hai ba lần lần đó cậu. Trời ơi, tao đổ bộ mấy tiếng đồng hồ tới đây mày đừng làm tao mừng hụt nghe mày. Dạ con đâu có dám. Con cũng thấy mệt quá trời này cậu ơi. Gì? Tao cũng giống mày sao tao không thấy mệt?
Cha con mệt đó là tại vì bị cậu hành. Còn cậu bị bà hành cho nên cậu đâu có thấy mệt. Bà nào dám hành tao mày? Ừ đúng rồi. Con nói lộn. Gái hành cậu. Thì mình phải biết thả con tép trước. Thả con tép bắt con ruốc hả cậu? Tầm bậy. Thả con tép để bắt con tôm con. Ủa? Vậy thả con gì để bắt con ruốc cậu? Trời đất ơi, thả cái đầu ngu mày xuống bắt con ruốc kìa. Mày nhìn tao mày có thấy gì không? Dạ con đâu có đuôi. Mày không đuôi sao mày không thấy? Mày không thấy mồ hôi ị rịn ướt hết trơn áo cậu rồi con. Áo này gấm con. Dạ. Mắc tiền. Dạ. Quạt mày. Dạ quạt mày. Ê, lời nói tao không có kilo nữa hết phải không mày? Sao tao nói mày quạt tao sao mày không quạt? Cậu kêu quạt mày làm em tưởng cậu biểu em quạt em. Trời ơi, mẹ ăn mày càng ngày mày càng lú à. Tao nói mày quạt tao nè. Quạt lẹ mày. Dạ quạt lẹ. Lẹ về là hết cỡ rồi đó cậu. Trời ơi, ôm nhôm ôm nhách mày. Mày cũng bị đặt nóng nên mập chứ tôi chưa thấy nóng. Không, mày, tới đây. Tới đây, tới đây cậu dạy việc. Dạ cảm ơn cậu. Con biết cậu là con nhà giàu không? Dạ biết, cậu khỏi cần giới thiệu. À, mà mày cái thân mày mập hả con? Thân con mập chả như mỡ đâu ăn thua gì. Còn cậu, mày nhìn thân cậu đi. Nó ốm không có mỡ con. Con để nó nóng vậy nó chảy hết mỡ rồi cậu chết rồi thì tiền bạc của cải đất điền của ông rồi ai ai hưởng con? Dạ con hưởng cho cậu. Trời ơi, lúc này mày dữ lắm rồi nghe. Nhưng mà nghĩ cũng ngộ. Mồ hôi mồ kê ướt hết trơn hết rồi. Áo quần thằng này quạt hồi bay đâu hết trơn ha. Dạ nó bay qua người con hết rồi nè cậu. Cậu nhanh lên cậu. Tới rồi cậu. Kìa cậu, cậu đang cắt cỏ trước nhà kìa cậu. Chứ cô kia cắt cỏ một mình, cho tôi mà cắt với, chung tình làm đôi. Cô còn cắt nữa hay thôi, cho tôi mà cắt với, làm đôi vợ chồng. Nhỏ này nó lanh quá mẹ ơi. Gặp rồi. Gặp gì con? Cậu gặp thứ dữ rồi. Thứ dữ là sao? Thạch sinh gặp chằn dữ rồi. Không sao con. Cậu gì hồi nãy cô muốn cắt cổ cậu á? Không phải, hồi nãy cô đòi cắt cái. Tôi cắt lưỡi này bây giờ nè. Lên này. Lên cậu. Đi. Sao sáng mày nói với tao là cái thằng Bạch công tử nó chưa biết? Ừ, lạ hả cậu? Lạ gì? Hồi sáng thằng Ba Nọc kia nó nói ổng chưa biết mà. Ba Nọc là thằng nào? Thì là cái thằng hầu của ông Bạch công tử này nè. Ừ, anh vậy chưa đủ hả mày? Cái thằng này kia, cái thằng heo kia, cái thằng heo kia. Cậu! Tin đồn quả thật không sai, đúng là định mệnh an bài đã xong. Trước khi bày tỏ tâm lòng, chẳng hay cô chủ có chồng hay chưa? Quân tử đã hỏi thì em xin thưa rằng cô chủ quán vẫn chưa có chồng. Chào Bạch công tử. Không dám chào hết công tử. Chẳng hay ngọn gió nào đưa công tử đến đây vậy? Ừ, không biết ngọn gió độc nào đưa công tử đến đây vậy? Thì ta đến đây để ta tìm. Tìm ai thưa công tử? Ta tìm cái người mà Hắc công tử cũng đang muốn tìm đó. Ừ. Tìm gái nói đại đi. Cá mè một lứa không mà. Ừ. Dạ.
Chào cô nương. Dạ, chẳng hay vị vị công tử từ đâu tới ạ? À, cô nương thì ra chưa có biết ta. Dạ. Để ta tự giới thiệu nghe. Ta là con ông Sâm, cháu của bà Thiên Lôi. Xưa kia ta ở trên trời, đứt dây rớt xuống làm người. Cũng may là ông ta không rớt xuống hầm cá tra. Ê mày, tầm bậy mày. Cậu tao rớt xuống hầm cá nó ăn lâu rồi mày. Cái này là cậu tao rớt xuống hũ vàng nha mày. Còn lâu rồi mày, đừng ham. Ở đây mọi người gọi ta là Hắc công tử. Ồ, vậy em biết rồi. Có nghĩa là công tử rớt xuống cái thùng dầu hắc phải không? Đúng vậy. Không phải, con em hiểu lầm rồi. Tại vì cả cái miền này chỉ có hai gia đình là giàu nhất thôi. Ta giàu hơn chút. Vì vậy cho nên dân trong làng này mới gọi cái thằng cha phách lối kia là Bạch công tử. Còn ta ở đây là Hắc. Hắc xì dầu. Hắc xì dầu mà xịt vô hủ tiếu ăn ngon lắm đó công tử. Đúng rồi đó con. Đúng rồi con. Cậu con á là Hắc công tử chứ xì dầu thì xiết gì cậu. Không sao con, không sao con. Thằng kia nó lanh lợi lắm. Đúng cậu rồi. Chấm nó rồi. Nè, mai mốt khi nào mà ngươi không còn làm với Bạch công tử nữa, về làm với ta. Không thèm. Ủa mà để làm chi vậy cậu? Để cậu thả nó vòng vòng ở đằng sau giường á, cậu làm bia, cậu tập bắn súng. Cậu cậu cho em bắn nữa nha cậu. Được, cậu cho con bắn. Con bắn nó từ đằng sau con bắn lên á. Ủa, bắn gì từ đằng sau bắn lên con? Con bắn lén đó mà. Cậu cậu cậu, cái đó bắn lén con người cậu. Con đừng lo con ơi, chỉ cần ghe vàng nhà mình thôi. Cậu đưa con chọi cái hai đứa đó chết à. Dạ cảm ơn cậu. Khoan giờ để cái đây cậu thị quy cái đã. Cậu làm con mừng hụt. Dạ thưa em xin ra. Ôi. Cái gì vậy? Dạ cái dây chuyền của công tử làm chói mắt em quá. Ủa chứ không phải mặt này sáng quá hả? Dạ em mặt sáng là Bạch công tử à. À người ta gọi ta là Bạch công tử. Dạ. Bởi vì đầu óc ta lúc nào cũng nghĩ tới chuyện Trinh tiết à, đúng rồi. Trinh tiết. Còn nó là Hắc công tử. Bởi vì lúc nào đầu óc của anh ta cũng nghĩ tới chuyện thất tiết. Dạ, thưa là em tuy là ở xa mới tới. Ừ. Nhưng em biết là danh tiếng của hai vị vị đó giàu có vô song. Giàu thì không giàu gì, nhưng mà ta muốn gì thì được nấy. Dạ, muốn cùi chỏ cũng được liền công tử à. Con quý giá đi dành cho Bạch công tử đi. Đúng rồi, Hắc công tử thì muốn gì được nấy. Hắc công tử muốn ăn cơm thì có cơm. Đúng. Mà muốn ăn cám cũng có cám. Ủa cậu, sao cậu ăn cám cậu không cho con ăn vậy? Lát về cậu cho con nguyên một máng lớn. Dạ, cậu nhớ nha. Cậu xấu à, ăn cho. Ôi, dạ em mời tất cả mọi người ngồi xuống và nghỉ ngơi. À, cô cho ta một bình rượu ngon để ta đãi cho Hắc công tử. Cô cho ta một bình rượu cũng giống như vậy mà bự gấp đôi để ta rửa cái đôi giày ý của ta. À đúng rồi, Hắc công tử ơi. À, chuyên uống cái rượu mà để rửa giày đó. Dạ có liền, có liền. Cô cứ đi làm đi ha. Dạ đây, dạ đây, dạ đây, dạ đây, dạ đây. Dạ bình rượu của em. Uống thì em tính một thôi. Nhưng mà rửa giày đó em tính tới 10 lần đó nha. Trả cho cô nương gấp đôi. Dạ. Nè. Dạ. Cô nương coi bàn bên kia muốn ăn uống gì thì dọn cho tụi nó ăn đi. Dạ. Mời như vị công tử. Cảm ơn cô nương. Nè, hai anh muốn ăn gì không? Cô phải bên kia ăn cám không cô? Cô coi con một cái máng cám bự thiệt bự nha cô. Trời ơi sao mà ngu quá à. Máng là để cho heo ăn. Cô cho hai tụi con hai tô cám bự bự nha cô. Lẹ lẹ nha. Thôi nếu hai anh muốn vậy đó thì em sẽ làm cơm heo cho mấy anh ăn được không? Cô chửi con heo á hả? Cơm xào với thịt heo. Trời ơi heo em tự nuôi đó. Nó tròn hay nó trắng, nó mát mẻ, nó dễ thương như là ông anh của em vậy nè. À, cậu, cô kêu con là heo kìa. Cậu, kêu con là heo cậu. Giống phải rồi. Nè, mày heo Bạch Quỳnh. Tôi nghe đồn là Bạch công tử đây đã từng quy tụ dân làng lại, phá ruộng đắp thành phi trường nội trong vòng một ngày để mà đáp bye bye chở gái đi chơi đó phải không? Đó không còn là lời đồn mà đó là sự thật. À. Mà tôi cũng đã từng nghe Hắc công tử đem vàng xuống dưới thuyền để cho gái nó ném cá chơi đó mà. Quá thật lời đồn không sai. Hai công tử giàu có quá. Nhưng mà phải chi tiền bạc đó đem phân phát cho người nghèo thì đúng biết bao nhiêu còn đây chỉ gì. Ui, ba cái chuyện lẻ tẻ đó mà nhỏ cô lo thôi, cái gì nhỏ thôi. Tôi nói cho cô biết nha, nổi cái vườn cây trái nhà tôi đó hả, nếu như mà cô đi lạc
vô trong đó đó, cô đi lanh quanh cả nguyên một ngày mà không tìm được cái lối ra đó. Còn cái vườn cây trái nhà tôi á thì cây trái nó tùm đến nỗi cô chỉ cần đi vòng vòng ở ngoài suốt ngày mà không tìm được lối vô đó. Ôi trời. Còn cái hồ cá nhà tôi đó hả, tôi nói thiệt với cô chỉ cần rẽ nước ra thôi là cô thọt tay xuống bắt con cá lên. Trời ơi. Hồ cá nhà tôi thì hoàn toàn khác hẳn, bởi vì hồ cá nhà tôi á, cô phải rẽ cá ra cô mới múc được nước. Còn ruộng vườn á thì cò bay thẳng cánh. Còn ruộng vườn nhà tôi á, cò muốn bay qua hết phải ngừng lại nghỉ mệt 2-3 lần á thì mới qua hết được à. Bởi vì cô biết không, làm giàu trên xương máu của tá Điền, bởi vì cái khu của mình đó tá Điền nó bắn cò chết hết, nó ăn thịt đó. Không, còn sót là một con đang đứng kia kìa. Nói gì thì nói cho em thấy hai công tử giàu quá chừng quá đất gì đó hà. Bởi vậy cô nương phải nhớ cái điều này nè. Lấy chồng giàu thì đời em thông thả, lấy chồng nghèo thì vất vả gian nan, sớm mai lên núi đốt than, chiều về xuống biển đào hang. Bắt còng cái mà bắt còng. Đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Ý cô nói vậy nghĩa là thế nào? Dạ có nghĩa là hòa hổ, hòa bì nan, hòa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Em đây chỉ sợ lỡ lầm củ khoai lang thúi mà ngỡ là củ sâm bên Tàu đó. Hay, quả hổ, quả bì, nan, quả cốt. Có nghĩa là vẽ con cọp chỉ vẽ được cái lớp da bên ngoài của nó thôi, chứ làm sao vẽ được tận xương tủy bên trong của nó. Còn tri nhân, tri diện, bất tri tâm là mình nhìn con người chỉ nhìn được bề ngoài, chứ đâu có nhìn rõ trong lòng của nó. Còn em đây chỉ sợ lỡ lầm củ khoai lang thúi. Ý nói bạch công tử thúi đó. Ông thúi á. Cậu. Bạch công tử đã nói bạch là không bao giờ thúi trắng, làm sao thúi đen nó mới thúi. Ừ đúng rồi, đen nó thúi á. Nhiều khi trắng nó còn thúi hơn đen à bạch công tử. Dạ thôi, em thấy đen trắng gì cũng thúi hết trơn á. Hay lắm, giỏi lắm. Cô nương dám chê bai em tụi tôi hả? Vậy á thì bây giờ tôi ra câu hỏi này cho cô nương, nếu như mà cô trả lời được thì tôi, cô nương muốn cái gì tôi cũng cho hết. Cũng cho hết. Dạ, hai công tử cứ ra câu đối. Em thì em không có đòi hỏi gì hết trơn á. Nếu mà hai vị có lòng đó, của cải đem phân phát hết cho dân làng là được hà. Được rồi, tôi theo ý của cô. Nếu tụi tôi thua, tụi tôi sẽ ra về tay. Quang hôn cậu, quang hôn cậu. Tôi sẽ để lại tất cả vàng bạc ở đây. Thấy cô đây ứng đối, tôi cảm phục trong tâm. Vậy có câu hỏi này, bô kinh ở đây nghĩa gì? Cô trả lời tôi nghe, te tí tò tí te. Tôi cảm ơn công tử đã có lời khen tôi. Tôi đây xin đáp rằng, bô kinh có nghĩa thế này: một thờ mẹ thờ cha, hai thờ chồng nuôi con. Thấy cô tôi cũng quy, tôi hỏi lại một câu. Câu tư đức tam tòng, người xưa nói lên nghĩa gì? Xin trả lời tôi hay, tôi sẽ đầu hàng hai tay. Ý, cô nói vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là theo cha rồi lại theo chồng. Khi chồng đứt bóng, quyết lòng theo con. Tam tòng đạo ấy vuông tròn, thì câu tứ đức đâu còn nghĩ suy. Công ngôn dung hạt nữ nhi, phần em là gái em thì phải theo. Không phải đâu, tôi nghe má tôi nói á, tứ sắc, tứ là tứ sắc. Mà tứ sắc là có bốn con tướng, mà bốn con tướng là tướng đỏ, tướng vàng, tướng xanh, tướng trắng. Vậy đó, tế quan, trung tiền. Trung, sao mà trung vô hộp bây giờ? Còn tam là ba, ha, tòng là tùy. Mà tùy theo bài á, mình chia làm ba, chia đầu, chia giữa, chia cuối. Cái chuyện đây không phải là chuyện của tụi bay xíu vô. Đúng rồi, cái chuyện của tụi bay bây giờ là đem hết vàng bạc của cải đem ra chia cho dân nghèo. Dạ. Quang hô cậu. Nhanh lên nha không? Mặt mày ngu. Ai dân làng đâu? Tao. Mày dân làng hả? Mày dân làng nè. Mày đem ra ngoài kia chia cho dân làng ngoài kia kìa. Hai cái đằng này xí lẻ lên. Tao dân làng nè. Bây giờ em đố hai công tử nha. Được mời. Mời. Quả gì lắm muối nhiều khe,
anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài. Quả gì đó mát lạnh bàn tay, cắn vào một miếng đó, 7 ngày ê răng. Quả gì của kẻ dối gian, bị vợ nhìn thấy quan tàn bể dâu. Quả gì của đấng mày râu, mà suy mà yếu, vợ rầu gấp ba. Quả gì các mợ các bà, đụng tới nước mắt chan hòa như mưa. Quả gì kỳ vậy Bạch Huynh? Trời ơi, ai biết quả gì? Trời ơi, Huynh không biết sao tôi biết? À, nhưng mà cô đố được là cô phải trả lời được nghe. Đúng mà. Chứ sao, nghe em giải thì nghe. Quả gì lắm muối nhiều khe, anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài. Quả gì? Đó là quả lựu đạn. Bùm! Cái gì vậy? Bùm vô mặt mày bây giờ. Bùm, ta đương thua mày bùm mà. Dạ thưa cậu, con phát tiền cho dân làng xong hết rồi. Xong chưa? Dạ xong hết rồi. Còn cục nào trong này không? Dạ không. Đi ra chỗ khác đi. Dạ bình tĩnh, dạ bình tĩnh. Vậy chứ quả gì? Quả gì mà mát lạnh bàn tay, căng vào một cái 7 ngày ê răng, cô nói tôi nghe coi. Dạ, đó là quả cân. Không tin á, con thử cắn thử coi. Có đầu cắn. Cậu đá ra cậu cắn đi cậu. Đang quên rồi mày. Ê, rồi còn quả gì mà của kẻ dối gian, bị vợ nhìn thấy là quan tàn bể dâu. Đó là quả tàn. Công tử thử lạng hoạng cái vợ bắt gặp coi chết cả đời luôn vậy đó. Vậy chứ quả gì của đánh mày râu, mà suy mà yếu, cái vợ sầu gấp ba. Quả thận chứ quả gì? Ê mày, quả thận là cái gì mày? Ây da. Quả thận đó. Còn quả gì mà các mợ các bà đụng tới một cái nước mắt chan hòa như mưa vậy? Dạ cái đó là quả phụ. Thôi câu này nghe sợ. Được, cô nương giỏi lắm. Giỏi lắm. Hôm nay ta tạm chấp nhận thua cô nương đi. Dạ. Nhưng mà hẹn ngày mai ta sẽ trở lại trả thù. Phục thù. Ngày mai đó quý vị cứ tới đây chơi ha. Đương nhiên. Ngày mai không có em ở đây đâu, bởi vì em phải nấu cơm cho chồng con em ăn. Sao hồi nãy cô nói là cô chủ quán chưa có chồng? Đúng rồi. Dạ thì đúng rồi, chủ quán đâu có chồng. Nhưng mà em đâu phải là chủ quán. Chủ quán là bà ngoại em. Em coi dùng quán vì gì bà ngoại em hôm nay trúng gió. Ủa sao bà ngoại cô chưa có chồng sao đẻ mẹ cô rồi mẹ cô đẻ ra cô là sao? Dạ đây là bà ngoại nuôi của em. Hả? Thôi em về với chồng con em nha. Trời ơi. Công tử. Thành thật chia buồn cùng Bạch công tử. Thành thật chia buồn cùng Hắc công tử. Hẹn gặp nhau ở một quán khác. Chào. Về con. Về cậu. Hẹn mày chia vàng nữa nha mày. Mai chia nữa nha mày. Mai chia. Đúng lẽ lắm, bỏ một cái từ trước ra là sao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tất cả các tiết mục vừa qua. Và hẹn gặp lại quý vị trong cuốn Vân Sơn số 7 với chủ đề nụ cười và âm nhạc sẽ được phát hành một ngày rất gần đây.